Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 112. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, mấy ngày này sau khi tuyết rơi dày đặc liên tiếp, thời tiết cuối cùng cũng trở nên quang đáng mặt trời ấm áp hơn. Vô số người tập trung bên ngoài trường, chờ đợi Lâm Đại Thiếu xuất hiện các bằng khánh thành học viện. Uy tín và sức hấp dẫn của Lâm Bắc Thần bây giờ ở khu thành số 4 rất lớn. Chỉ cần nói một câu, đã có vô số người tới dự lễ. Lương Tử Mộc Mai Danh ẩn tích cũng chèn chúc trong đám đông. Một tháng này hắn ở trong doanh trại phần Mộc lấy thân phận của một lao công bình thường. Hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, chuyển gạch, chuyển gỗ, chuyển đá, cắt lúa mì, bón phân cho các loại thảo mộc, khắc huyền văn, công việc khó khăn, một lời khó nói hết. Duyệt chút nữa, khiến cho hòa hòa công tử lương tử mộc cảm thấy đau đớn và kiệt sức, tôn nghiêm bị hủy hoại và gần như sụp đổ chỉ sau mấy ngày phao trại. Sau đó dưới sự phối hợp lực lượng tinh thần mạnh mẽ, về việc bóc trần bộ mặt thật của lâm bắc thần, hắn mới kiên trì được đến tận bây giờ. Việc ở lại trong loại doanh trại giúp cho hắn mỗi ngày đều nhìn thấy nhạc hồng hương thông qua việc điều khắc huyền văn cho các kiến trúc. Cho dù chỉ có thể nói được mấy câu, thậm chí chỉ có thể gửi thấy hương thơm của nhạc hồng hương từ xa thôi, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của hắn rồi. Hơn nữa sau khi đã quen với cuộc sống khó khăn ở trong doanh trại phần mộng, hắn cũng bắt đầu quan sát những người xung quanh cùng nỗi thống khổ của những người bình thường. Thậm chí có nhiều lưu dân trước kia hắn cảm thấy bẩn thỉu thì giờ lại kết giao được rất nhiều bạn bè. Hắn đã hiểu chút gì đó, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Hôm nay hắn muốn xem một chút, nghi thức các bằng khánh thành học viện sở cấp phần mộng ở đây. Hắn đã quyết tâm tố giác và vạch trần thói xa hoa và lãng phí của lâm bắc thần tại buổi lễ này. Một học viện bình dân không nên xa hoa như vậy. Nếu như những nguồn lực tài chính này được sử dụng để cải thiện sinh hoạt của người dân vậy thì nó sẽ đề cao được tiêu chuẩn mức sống của lưu dân. Cách đốt tiền này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là nhược điểm của Lâm Bắc Thần, mà trong những ngày qua, hắn tìm được sau khi học hỏi rất nhiều kiến thức về xây dựng và trồng trọt trong doanh trại. Lương từ Mộc Hà dòng hạ giả, cho đến khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên lễ đại ở cổng trường, hắn bấy chợt sững sờ, từ từ há to miệng, không thể nào tin được. Lương từ Mộc có nằm mơ, cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được cha mình trong buổi lễ ra mắt này. Khi thân mình mập mạp đang được thái giám thần tín dìu từng bước đến lễ đài, cùng với sự trùng lắc của lễ đài, lương tử bộc cảm thấy trái tim mình như một búa nặng nề đánh xuống. Trong một thời gian dài, đầu óc của hắn trống rỗng, sợ hãi, băng hoang, không tin nổi. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực gần như nhấn chìm hắn. Anh dùng lý trí cuối cùng để kiềm chế việc muốn quay đầu bỏ chạy tại sao tại sao lại ở đây chứ có vẻ như ông là khách quý tham dự lễ khai giảng của trường tên mặt trắng lâm bắc thần thật sự có thể mời được cha đến đây sao phải biết rằng kể từ khi dáng người của ông bắt đầu biến hóa ông ta cũng ít xuất hiện trước công chúng hơn rồi xưa có một vị quan viên rất được ông tín nhiệm bởi vì qua đắc ý vênh pháo và mời ông ta đến một bữa tiệc nửa công khai. Kết quả là sau một tiếng đồng hồ, cả gia đình vị quan này đều biến mất khỏi thế giới này. Mà bây giờ Lâm Bắc Thần thực sự có thể mời cha hắn xuất hiện trước công chúng trong một dịp có đông người như vậy. Điều này là vô cùng kinh hãi. Hắn đứng dưới đám đông, rùng mình. Rất nhanh lương tử mộc mới vất vả khôi phục lý trí của mình. Vậy bà giờ lại rơi vào trạng thái sốc bởi vì hắn thấy Cao Thắng Hàn mặc đồ trắng cũng xuất hiện trên lễ đài. Hắn không tin vào mắt mình, ngay cả cơn giả cấp thiền nhân trấn giữ Triều Huy Thành cũng được mời đến ư. Cái này hắn biết rõ quan hệ giữa cha mình và vị hoàng thất thiền nhân này không mấy hòa hợp. Đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trong cùng một dịp. Trước kia khi quân đội của hải tộc tấn công, khu vực thành thứ nhất sắp sụp đổ hai vị đứng đầu kiểm soát quyền lực quân sự và chính trị của triều huy thành này cũng không cùng lúc xuất hiện. Vậy mà hôm nay, chỉ bởi vì một buổi lễ khách thành của một học viện sở cấp nhỏ nhỏ, mà hai người cùng đứng chung một sân khấu. Lương Tử Mộc cảm thấy chóng mặt. Trong mắt hắn thế giới này bỗng trở nên không chân thật. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ à? Hắn véo đùi một cái thật mạnh, có chút đau. Những người xung quanh mặc dù không phản ứng dữ dội được như lần tường mộc nhưng vẫn có tiếng tình hồ thay nhau vang lên giống như biển cả trong cơn bão tạo ra một mảnh sóng thần rất nhiều lưu dân lần đầu tiên nhìn thấy thanh chủ đại nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cảnh giới thiên nhân ngoài ra còn có các đại chiến bộ các nhà lãnh đạo từ các đại nhà môn khác nhau trong thành đến những đại nhân vật ngày thường cao cao tại thượng bây giờ mặt nở nụ cười thần sắc kiên hoa chào hỏi lâm bắc thần những lưu dân có thể không nhận ra điều này có nghĩa là gì nhưng phơi đường tử mộc giống như tâm lý bị chấn động nặng nề hắn biết rất rõ bộ mặt thật của những người được gọi là bộ chủ sở trường này không như thế nào đều là những người có lòng dạ độc ác vậy mà giờ lại trông giống như những người hàng xóm tốt bụng ý nghĩa đằng sau này làm người khác phải suy nghĩ. Lâm Bắc Thần làm sao hắn làm được? Trong sự bàng hoàng của Lương Tử Mộc, nghi thức mở màn bắt đầu. Lâm Bắc Thần giới thiệu thần phận của các thành chủ đại nhân với Cao Thiên Nhân, rồi giới thiệu luôn từng đại nhà môn đại nhân cho các lưu dân nghe. Không khí xung quanh trại lần nữa bùng nổ, từng tiếng kinh hô vang lên. Một buổi lễ khai rằng nhỏ của một học viện sở cấp mà không khí và độ hoành tráng còn vượt qua buổi đệ tế thần của triều huy thần điện hàng năm. Ta có thể đảm bảo với mọi người, học viện sơ cấp Vân Mộng sẽ trở thành học viện tốt nhất cả triều huy thành, cả phong ngữ hành tịnh, thậm chí cả đế quốc Bắc Hải. Nhưng học viện bước ra từ học viện sẽ là những kiếm sĩ, huyền văn sư, trận sư, thảo dược sư ưu tú nhất của đế quốc chúng ta. Lâm Bắc Thần phấn khích phát biểu trên đệ đài nhiều người đã thuyết phục ta rằng chỉ là một học viện sở cấp nhỏ nhỏ mà thôi. Cần gì phải đầu tư vào số tiền lớn như vậy? Cần gì phải bỏ ra nhiều tâm tư? Cần gì phải xây dựng xa hoa như vậy? <laughs> Bọn họ sai rồi. Nhưng gì ta muốn xây dựng không phải là một học viện dành cho lưu dân, không phải là học viện bình thường, mà là học viện xuất sắc và nổi bật nhất trong lịch sử đế quốc. Ta muốn biến học viện này trở thành cánh nôi của thiên tài trở thành đại danh từ ưu tú và là nơi sinh ra các cường giả. Đó là lý do tại sao ta đã đầu tư toàn bộ 10 triệu kim tệ để xây dựng nền học viện này. Hơn nữa, ta cũng có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng học viện sở cấp phần bộng chỉ là khởi đầu, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tất cả các kế hoạch, là giai đoạn đầu tiên của tất cả các dự án và sẽ có giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba thứ tư. sẽ có học viện trung cấp vân mộng học viện cao cấp vân mộng và học viện đặc cấp vân mộng được xây dựng xung quanh học viện sở cấp mỗi câu nói đều như một quả bom khuấy động biển người phía dưới vô số người vân mộng lộ ra vẻ cuồng nhiệt vô số lưu dân cũng trở nên phấn khởi cùng kích động ngay cả những người đến từ thành khu số 3, thành khu số 4 đến chung vui cũng sững sờ trong giây lát. Mở một học viện cao cấp trong thành khu số 2. Nếu lời này đổi lại là người nào đó nói ra thì có thể sẽ được coi là một tiền điên hồ ngôn loạn ngữ, là lời say rượu của một tên ăn mày. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của thành chủ đại nhân, thấy được cao thiền nhân lộ mặt, thấy được nhiều tên tuổi lớn trong giới quân sự và chính trị ở triều huy thành, cho dù con là cáo già nhiều năm đi chẳng nữa cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá hiền hách. Lâm Bắc Thần nói Ta nói nhiều như vậy Có thể có người không tin Nếu không tin ta thì cũng không sao cả Nhưng chẳng lẽ không tin lương thanh chủ Không tin cao thiên nhân sao Bọn họ có thân phận gì Chẳng lẽ lại đi lừa các người sao Tất nhiên Những vị khách quan trọng nhất của ngày hôm nay Vẫn chưa xuất hiện Cơ thể của lâm bắc thần tràn ngập Nhụ bạch sắc thần thánh Hắn chỉ tay lên trời nói Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến điều kỳ diệu hãy để kiêm trì chủ quần hiện hạ vị đại tôn quý của chúng ta hạ xuống thần dụ cười lời chúc phúc cho sự ra đời của học viện sở cấp vân mộng biểu hiện của lâm bắc thần thánh thiện như một trình nữ Những đời này làm tất cả mọi người chấn động ngay cả đường viện đạo cùng cao thắng hàn cũng đều ngẩn ra thần dụ à một lễ thánh thành cùng một trường học lại chịu được thần dụ về điểm này lâm bắc thần không nói trước giữa những tiếng reo hò như sóng thần trên bầu trời hơi trong xanh một vầng trăng tròn màu trắng xuyên thủng bầu trời từ sâu trong vũ trụ bắn thẳng xuống đó là kiếm chi chủ quân miệng hạ hạ thần dụ hà <laughs> thực sự là lời chúc phúc từ thần quốc rồi nghe nói hiệu trưởng lâm là thần quyến giả đấy ngay cả học viện cũng được kiếm chi chủ quân miện hạ bản phúc e rằng sắp bay lên trời rồi đúng thế nghĩ lại lúc hải tộc vây đánh triều huy thành Kiêm chỉ chủ quân biện hạ còn không thể hiện sức mạnh của mình. Shh, im lặng đi, sao người dám chỉ trích thần linh? Nam rồng treo họ như sấm. Vẫn trăng tròn rạng rỡ đó từ sâu thẳm của bầu trời chiếu xuống, chiếu thẳng lên phò tượng chìm điệu đọc sách nổi tiếng ở lối vào của học viện sở cấp vận mộng. Giá trị thần mang sáng chói. Nhật thấy phò tượng thiếu nữ xinh đẹp, có con chim trên cánh tay rực rỡ, phảng phất dông như sống dậy, thần lực dâng trào và rộng lớn gần như bao trùm toàn bộ sân trường. Tất cả cảnh tượng này, biểu cảm của lương viện đạo cùng cao thắng hàn đều khác nhau. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng, một trăm ngàn kinh tệ quả nhìn không bổng phí. Xét về việc lấy tiền làm việc gây khó dễ của cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh thì vẫn rất đáng tin cậy. Hắn không tin sau những nỗ lực cực nhọc của bản thân để kinh doanh như vậy mà học viện sở cấp vần mộng còn không đổi tiếng khi trường học nổi tiếng rồi, giá bất động sản xung quanh khu phòng học chẳng phải sẽ tăng vọt sao? <laughs> Mọi người vân bộng và những điều dân đã đóng góp xây dựng doanh trại vân bộng cùng học viện sơ cấp vân bộng, còn được gọi là người vân bộng mới ra. Thì những người ở khu thành số 3, số 4, muốn gửi con cái của họ đến học viện, phải mua một căn phòng của khu học, hoặc phải trả học phí cao. Chính sách như vậy vừa đưa ra, kinh phí hoạt động của trường sau này không phải được giải quyết rồi sao? Việc hoàn thành nhiệm vụ của kiếp chỉ trong tầm tay. Hắn đang tự mãn, thì đột nhiên xảy ra một chuyện. Chỉ thấy từ hướng núi thần điện của Triều Huy Thành, một đạo thần quang trói lọi đột nhiên xuất hiện. Công tử trên trời cao phá hư không chiếu vào bức tượng kiếm trị chủ quân ở ngoài cổng trường. Thần được xa trì, thần huy sáng ngời. Bức tượng khổng lồ và uy nghiêm này toát lên một khí tức linh thiêng và trang nghiêm bất khả xâm phạm giống như kiêm trì chủ quân biện hạ đang đích thần tới đây a à, thần dụ thứ hai tới rồi Kiêm trì chủ quân biện hạ lại xuống một đời thần dụ rồi năng thật sự xem trọng học viện này không được ta phải yêu cầu con trai ta chuyển trường ngay lập tức báo danh vào học viện sơ cấp vân mộng lão vương nể tình chúng ta là hàng xóm cách vách con trai chúng ta cũng có chút giống nhau ta nhắc nhở người một chút nhanh chóng chuyển trường cho con trai người tới đây đi đừng bỏ lỡ cơ hội này, mất rồi không trở lại được đâu. <laughs> Nói thật với người, ta đã báo dành cho con trai ta tước rồi. Trong đám đồng văng lên những tiếng thảo luận. Trên lễ đài, Lâm Bắc Thần cũng không kiềm được mà ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Ta chỉ trả tiền cho một lần thần dụ thôi mà. Thần dụ thứ hai này ở đâu mà ra? Hả? Bay từ hướng thần điện trên núi. Chẳng lẽ là dạ vị ương? Kiêm chỉ chủ quân tiền nhiệm lạnh như băng cũng bản thần dụ Chà 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 Lúc tù luyện Ta cũng chỉ thuận miệng nói với nàng vài câu mà thôi Cũng không yêu cầu nàng phải ban thần dụ Cho dù là thời điểm tù luyện đỉnh cao Gần lên đỉnh Nữ thần này giống như có thể trở mặt Bất cứ lúc nào Bây giờ lại chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình rồi Thật sự là không nhìn ra Hay là nàng muốn tranh đoạt tín ngưỡng Là bác thần sợ trán Cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Còn có chuyện quỷ gì hơn xảy ra Khoảnh khắc tiếp theo Tất cả mọi người đều bị sốc Bởi những gì họ nhìn thấy Lại là một chùm tia sáng màu trắng thần huy Từ trên bầu trời phương bắc chiếu xuống Thần huy trói mắt Thần thánh mà lại mênh mông Năng lượng và ánh sáng quen thuộc này chắc chắn lại là, là năng lượng của kiếm trì chủ quân biện hạ. Trùm ánh sáng chiếu vào một bức tượng khác trong học viện sở cấp vận bộng đó là bức tượng của Lâm Bắc Thần. Lúc xây trường, người khiêm tốn nhìn Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không ngăn được ý dân, đành tạo cho mình một bức tượng ở trước cổng trường. Chính hắn thiết kế tạo hình. Một vị tiêu niên đang cầm điện thoại di động, điên cuồng gọi về nhà. Hắn đặt tên cho nó là cừu non đi lạc. Cột ánh sáng thần thánh này cuối cùng cũng đáp xuống bức tượng. Ngay lập tức, bức tượng Lâm Bắc Thần tràn ngập thần lực phảng phất như là sống lại bắt đầu phóng ra những vòng tròn ánh sáng thần huy mênh mông giống như đến từ thần quốc vậy không thể nhìn rõ à, thần dụ thứ ba đến rồi người đã từng nghe qua kiếm chi chủ quân miện hạ một lần phát ra ba đại thần dụ chưa chưa nghe chưa nghe tăng cơ không để ý sao ánh sáng của thần dụ này trực tiếp chiếu vào bức tượng của triệu trường lâm điều này có nghĩa là gì nghĩa là gì à ta không biết không được cười ít nhất điều đó chứng minh kiếm chi chủ quân miền hạ rất tin tưởng hiệu trưởng lâm nếu không sao có thể ra trì thần lực vào bức tượng đó chứ? hoàng đế khai quốc cũng chưa từng được hưởng loại vinh dự này đúng không đúng thế trong đám đồng khiếp sợ hàng loạt những tiếng vàng luận vang lên đặc biệt là có sự sắp xếp trước của lão quản gia vương trung một số thành viên quản đại đội lẫn trong đám đồng rải rác ở khu vực khác nhau ra sức thổi phồng làm các loại suy đoán, dần dần cùng một quan điểm. Hiệu trưởng đâm thật tuyệt vời. Nếu đám trẻ không đến học viện sơ cấp phần mẫu, thì cha mẹ giống như bị phạm tội vậy. Buổi đế trên lễ đài, cái miệng đằng há hốc của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng từ từ khép lại. Bình tĩnh, đây chỉ là một cảnh tượng bình thường thôi mà. Lâm Bắc Thần tự an ủi trong lòng, không thể để người khác nhìn ra, hắn cũng đang ngờ ngác. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Thần dụ đầu tiên chắc chắn đến từ kiếm trì chủ quân miền Hạ. Thần dụ thứ hai, hẳn đã đến từ dạ vị ương. Thần dụ thứ ba, um, là của ai? Cho tới tận bây giờ, Lâm Bắc Thần cũng có thể nói là cao thủ thần đạo cấp cao rồi. Nhưng hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả. Ba luồng thần lực trói lọt, thuộc tính sức mạnh, màu sáng, khí tức dường như đều giống nhau, giống hệt với dấu hiệu hiển linh của kiếm trì chủ quân miền Hạ người ngoài không thể phân biệt được cho nên mấy nói kiếm chi chủ quân miền hạ đã bàn ra ba thần dụ chỉ ít về phương diện giả vờ thì nhất định vô cùng hiệu quả nhưng vấn đề là cho dù đã kiếm chi chủ quân thần quốc hay đã kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đều tuyệt đối không thể đưa ra hai thần dụ như vậy thần dụ thứ ba tới từ ai lâm bắc thần có một suy đoán trong lòng nhưng không chắc chắn lâm bắc thần hắng giọng nói Mọi người cũng thấy rồi đấy. Kiếm chỉ chủ quân biện hạ vĩ đại, tôn quý, trí cao vô thượng vô cùng coi trọng học viện sở cấp vần mộng này. Nếu không sẽ không hạ xuống tiền tiếp ba. Lời còn chưa dứt. Bùm! Là một luồng thần lực tráng lệ khác tràn ngập ở thành khu số 4. Ánh sáng chói như vầng trăng tròn hiện lên trên bầu trời thành khu số 4. Sau đó biến thành một chùm ánh sáng phá không đi xuống. Wow! Thần dụ thứ tư! Nhiều quá! Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang xem buổi lễ đều chết lặng. Lần này Lâm Bắc Thần không giống nổi sự bàng hoàng. Hắn há miệng, như thể có thể nhét được cả quả trứng vịt. Quay hàm muốn nứt ra, lại tới nữa. Bộ não của hắn gần như muốn đổ tung thành một mớ hỗn độn. Tình hình gì thế này? Về thần dụ thứ ba, nó thật có thể toán vừa được một chút. Dẫu sao gần giả thần dụ của kim trì chủ quân biện hạ vẫn còn phải khâm vân đã rời khỏi triều huy thành. Bạch Phú Bà là tà thần đứng sau vệ thị của thiên thảo hành tịnh. Trước đó đã từng giả bạo kiếm chi chủ quân miệng hạ rồi. Cho nên theo lý thuyết, có thể giải thích được vấn đề thần dụ thứ ba. Nhưng thần dụ thứ tư này không thể giải thích nổi. Chẳng thể trong triều huy thành còn ẩn nấp một tà thần. Nhưng nếu là tà thần không phải nên ngoan ngoãn mà rụt đầu trốn sao? Sao có thể dám lộ diện chứ? Đây chẳng khác nào tìm đường chết cả hơn đương một tà thần làm sao có thể tùy tiện mà giả mạo kiếm chi chủ quân biện hạ rốt cuộc là kiếm chi chủ quân không cầm đổi kiếm hay là tà thần quá mạnh bùm trùm ánh sáng thần dụ từ trên trời trực tiếp bao trùm đập bắc thần toàn thân hắn đều đắm chìm trong thần mang dùng được kiếm thần xuống trần vậy mau nhìn kìa lần này thần dụ trực tiếp chiếu xuống hiệu trưởng lâm à ta hiểu rồi Người bà kiếm trí chủ quân biện hạ coi trọng nhất vẫn là hiệu trưởng Lâm. Đúng vậy, chẳng có việc gia trị học viện sở cấp vần mộng, giống như việc yêu ai yêu cả đường đi đối về, vì hiệu trưởng Lâm mà làm thôi. Nhiều người chợt nhận ra, nhất thời hò hét. Lâm bác thần còn đang khiếp sợ, cảm giác được luồng sức mạnh này không có ăn ý với mình. Đương nhiên, cũng không có tác dụng như gia tăng thần lực, nhưng lại tạo ra một luồng khí tức cực kỳ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hắn nhận ra cơ hội của mình đang đến. Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Lâm Bắc Thần lập tức chắp hai tay trước ngực, trông như một tiến độ sùng đạo. Một lúc sau hắn mở mắt ra. Lời dạy dỗ của miệng hạ, ta nhớ kỹ rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng hơn, khiến cho học viện Sơ cấp vân mộng trở thành học viện sơ cấp đệ nhất của đế quốc Bắc Hải thần dụ của ngài ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng hiểu rồi tất cả những ai dám chống lại học viện sơ cấp vân mộng bất kể họ là ai đều là tà ma là tín đồ tà ma nhất định không thể thả thứ ta sẽ không lưu tình nhất định sẽ tiêu diệt bọn họ đúng thế tất cả học viện trong học viện sơ cấp vân mộng đều là những đứa trẻ yêu thương của ngài ta sẽ che chở bọn họ dẫn dắt bọn họ hắn làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ như thể hắn đang nhận được truyền âm từ kim trì chủ quân miệng hạ vậy năm lưu dân xung quanh hò reo biểu hiện của đường viện đạo cùng cao thắng hàn cũng khác nhau đối với những chuyện xảy ra hôm nay trong lòng bọn họ đều vô cùng khiếp sợ điều này hoàn toàn bất thường họ biết một số bí mật mà người ngoài không biết vì vậy cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của bốn thần dụ này chắc chắn không thể đơn giản được hai người trước sau thành mặt quân đội và chính phủ nói lời chào tạm biệt và rời đi. Buổi lễ kết thúc. Bây giờ có thể bắt đầu ghi danh rồi. Nói cho mọi người một tin tốt. Nếu trong vòng 2 giờ này đăng ký thì có thể được hưởng giá cả ưu đãi, sẽ không phải trả thêm phí cho trường. trường. Lâm Bắc Thần mắt thấy mọi người đang cảm xúc dâng trào, lập tức tuyên bố chính sách và kết thúc buổi lễ ra mắt. Đám đông đổ xô như lũ bão đến ghi danh. 500 đội quân khai thác đã đứng đợi để duy trì trật tự. Đánh giá về hình thức thì buổi khai mạc học viện này đã thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng hiệu trưởng Lâm. Đây là chút lòng thành của một quan tư nhân. Chúc mừng, chúc mừng. <laughs> Từ đây về sau tiểu huynh đệ chính là hiệu trưởng. Học trò khắp thiên hạ đấy. Quả mừng nho nhỏ, bật thành kinh ý. Hiệu trưởng Lâm xin nhận đấy. Một đám nhà sau truyền quý thấy Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng xong lập tức ùa lên bảo vệ hắn trước tiên tới chúc mừng đâm bắc thần thuận tay đốt vài bao lì xì ngay cả người đứng đầu quy sơn chiến bộ khấu trung chính lúc trước bị bắt chẹt 500 vạn cũng chảy máu mắt mà rút ra một bao lì xì chứa một ngàn kim tệ bây giờ mọi người đều biết hiệu trưởng đầm là người yêu tiền cái này gọi là hợp tình hợp lý cho dù không thể dùng vị tân quý triều huy thành này trở thành bạn tốt thì ít nhất cũng có thể kết được chút thiện duyên đầu tư trước thời hạn sau này sẽ có ích quả nhiên nụ cười trên mặt lâm bắc thần càng lúc càng tươi hắn bắt tay từng vị quyền quý bày toàn lòng biết ơn đến cuối cùng việc thu bao lì xì cũng kiếm được chút triệu lâm bắc thần cực kỳ vui vẻ không hổ là các cáo giả trong triều huy thành thật là hiểu chuyện mà nguyên một đám có tiền kha 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 hay là trở thành anh hùng cướp người giàu chia cho người nghèo đến lặng lẽ cướp của bọn họ hiệu trưởng lâm chúc mừng tên thái giám tên tiếu tiếu đi tới vẻ mặt nịnh nọt nói tình chủ đại nhân bảo bọn ta mời ngài qua có mấy câu tận đáy lòng muốn đích thần nói cho ngài biết quả nhân chiếc xe ngựa xà hòa của tình chủ đại nhân đã đợi sẵn ở đằng xa lâm bắc thần vẫy tay chào tạm biệt mấy người quyền quý à quả nhân là người mà tỉnh chủ đại nhân tín nhiệm. Nếu như bọn quan nhớ không nhầm, thì từ trước đến nay, tỉnh chủ đại nhân chưa từng tín nhiệm ai nhiều như vậy. Này, người cũng đừng có quên cào thiên nhân đấy. Các chức sắc nhìn theo bóng lưng của đâm bắc thận, nhìn hắn trực tiếp lên xe, không kiềm được mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng là cứng hơn cả trời, mới có hơn một tháng mà thôi. Thiêu điện chạy nạn đến thành này rốt cuộc làm sao mà làm được? Bên trong xe, lực viện đạo đang ngấu nghiến một cái đầu heo, trên mặt, tay và cả người đều là mỡ lợn. Tại sao lại không động thủ? Âm thanh của ông ta nghe không biết đang vui hay đang giận. Lâm Bắc Thần dường ngón giữa đền xoa xoa bi tâm nói. Hôm nay giết cả thăng hàn thì không thích hợp cho lắm, quá đồng người, rất dễ làm tổn thương những người vô tội hơn đỡ cao thắng hẳn còn mang theo cả tùy tùng hộ vệ. Đánh một kích, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Lường viện đạo nói. Thiêu điền, người đến nắm chắc cơ hội này đi. Nói xong thay giám tiếu tiếu bên cạnh đưa một chiếc hộp vàng, mở ra, mùi máu tanh đồng đặc tỏa ra. Bên trong là một bàn tay rướm máu, đây là tay của đới tử thuần. Trong ba ngày nữa, ta muốn nhìn thấy đầu của cào thắng Hàn. nếu không được lần sau ngươi nhìn thấy sẽ là đầu của đới tử thuần đấy Lương viện đạo hờ hững nói sau khi lâm bắc thần gần ra lập tức lộ ra vẻ cực kỳ tức giận người chặt tay đới đại ca người đã hứa là sẽ không làm tổn thương người ta cơ mà ta đã kiên nhẫn với người một tháng rồi lương viện đạo đặt đầu heo bị cảm sạch sẽ sang một bên ngẩng đầu nhìn lâm bắc thần nói hơn nữa ta đổi ý con cần phải báo cáo với người sao <laughs> ta hôm nay có thể thành toàn cho ngươi ngày mai cũng có thể phá hủy ngươi đây chỉ mới đã bắt đầu thôi người bằng ngươi cần lo lắng không chỉ có đối tử thuần đâu nhưng người đang trốn trong doanh trại vân mộc kia ngươi cho rằng mình thật sự có thể bảo vệ được bọn họ sao lâm bắc thần lập tức tức giận kinh người quá đáng rồi hắn kiên rằng nghiến đợi thiếu điền này Thời gian ta cho người đã rất nhiều rồi. Lương phiến đạo lòng mỡ trên mặt và tay, cất giọng đùa giỡn. 15 năm nay, người là người có tư cách làm ăn với ta nhất, cũng là người được ta khoan dùng nhất. Người biết tại sao không? Lâm bắc thần tức giận nói, bởi vì ta đẹp trai. Thịt mỡ trên mặt lương viện đạo giật giật, trả lời kiểu quái gì vậy? Ông ta lòng miệng nói, bởi vì ngươi là người duy nhất dám giao dịch với ta còn dám đùa dưỡng sau lưng ta ta hỏi người đứa con trai bất trị của ta đang ở trong doanh trại vần mộng có đúng không lâm bắc thần ngẩn ra làm sao mà người biết Rật, rất dứt khoát thừa nhận lương viện đạo rất hài lòng với biểu hiện của lâm bắc thần dừng dừng nói không có gì trong thành này có thể qua mắt được ta tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta lâm bắc thần tức giận cùng kinh sợ nói ngươi cài gian tế vào doanh trại vần mộng của ta đúng không lường viễn đạo xoa so xoa so khuôn mặt đầy thịt nói tất cả những người ở phong ngữ hành tình đều là thần dân của ta ta muốn biết chuyện thì bọn họ đều nói cho ta biết cần gì gian tế chứ lập bắc thần lại một bộ vừa kinh vừa sợ cố mà trân quý sự nhân từ của ta dành cho ngươi đi lường viễn đạo nhàn nhạt, nhạt nói Người tôn hết tầm tư thiết lập tất cả thứ này doanh trại học viện, còn có đám quân khải thác kia. Mọi thứ đều có vẻ tươi đẹp và thịnh vượng. Nhưng khi cần ta nói một câu, tất cả sẽ tan thành bầy khói, người có tin không? Biểu hiện trên mặt của Lâm Bắc Thần thoáng thay đổi. Bộ dạng một thiếu niên bên ngoài mạnh, bên trong yếu, ném chuột sợ vợ bình, nhưng lại không chịu thua. Lương viện đạo nở nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta gọi Lâm Bắc Thần đến chính là muốn dạy dỗ tình thiếu niên to gan thành một chút, tạo áp lực cho hắn, thưởng thức biểu cảm trên mặt đâm bắc thần. Tâm trạng của lương viện đạo đã tốt hơn lên. Ông ta tiếp tục nói. Có một số chuyện ta chỉ biết, nhưng khi thấy tận mắt rồi mới cảm thấy càng thú vị. Ta sở dĩ đồng ý với ngươi đến buổi lễ này, ngoài cái gọi là có thể làm tây tiệt cao thăng hàn, cho hắn cảm giác khủng hoảng mà người nói ra. Lý do quan trọng nhất chính là ta muốn chính mắt nhìn thấy cái doanh trại vần bỗng mà người trầm rộ xây lên tuột cuộc là như thế nào. Thật sự không làm thất vọng. Sở dĩ ta bảo dùng người như vậy là muốn nhìn xem người có thể bỏ ra bao nhiều thứ kỳ quái. Nói đến đây, lương viên đạo cầm một cốc chất lỏng màu đỏ tươi, uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp. Dù sao có một ít đồ hiện giờ ta cảm ứng hứng thú vô cùng. Ví dụ như bác thần dược hoan, bác thần hắc liệu bí thuật thôi thúc thảo mộc còn có đơn thủ kiếm ấn của ngươi song thủ kiếm ấn hoàn trung bão thần đại diệt sát kiếm ấn lâm bắc thần nói ý của ngươi là gì lương viện đạo nói ý của ta rất đơn giản những thứ này không tệ ta thích ngươi giao ra hết đi nếu không nhạc hồng khương lần sau sẽ không gặp may mắn thoát khỏi lồng hấp của ta đâu lâm bắc thần híp mắt lại lần này cáu thật sự khẩu vị cũng không tệ đấy. Hắn rõ ràng cảm giác được ý đồ thực sự của con hèo mập này. Ánh mắt giữa đông mỡ đó hiện ra đầy vẻ tham lam như một kẻ háu ăn, không bao giờ đó. Còn hết chuyện để nói, lại dám nói đến nhà khổng hương. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu một cái nói. Ta có thể đồng ý tất cả các điều kiện của ngươi. Lựa chọn sáng suốt đấy Sự uy áp nghiền ép tràn đầy quanh người lưu viện đạo, dần dần lắng xuống. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ba ngày sau, tiếng cả đầu của Cao Thăng Hàn cùng tất cả đồ, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ xào hết cho ngươi. Lương viện đạo cười hà hà nói. Được. Lâm Bắc Thần hơn một tiếng xoay người xuống xe. Cô xe sang trọng, được bốn lời quang hộ kéo đi về phía trong thành. Chủ nhân, vật nhỏ này không thành thật. Thầy giám tiếu tiếu nhắc nhở nói. Lương viện đạo thoải mái nằm trên giường xe ngựa nói. Trời với lửa, có ngày chết cháy. Sau ba ngày hắn sẽ biết, đối nghịch với ta chỉ có con đường chết thôi. Chủ nhân anh Minh. Thầy giám tiêu tiếu vội vàng quỳ xuống nói. Lường viện đạo nói. Sau khi trở về, thì hấp đới từ thuận lên. Thầy giám tiêu tiếu hơi dững sợ. Không phải hứa với lâm bác thần là đến lúc đó sẽ giao người sao. Kẻ nào dám nói điều kiện với ta đều phải trả giá đắt. Lường viện đạo thoải mái nằm xuống, trong đợt ông ta hiện lên bốn đường ánh sáng thần dụ. Thứ này làm ông ta rất hưng phấn. Lâm Bắc Thần với tới cửa học viện, cao thăng ngàn ở phía đối diện đi tới, rõ ràng là đang chờ hắn. Lương tình chủ này vui buồn thất thường, lòng dạ ác độc, tốt nhất người nên không giao thiệp nhiều quá với ông ta. Nếu không giữ hổ mưu bì, ngược lại còn bị hại đấy. Lão Cào nói vô cùng chân thành. Lâm Bắc Thần nói, chẳng còn cách nào khác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cao Thăng Hàn vỗ nhẹ vào vai hắn nói, thời điểm quan trọng, nếu như cần giúp đỡ có thể tới tìm ta. Vị thiên nhân phụ trách quân sự hoàng thất của phần mộng thành này, bây giờ cực kỳ kích thích lâm bắc thần. Chưa kể đến một loạt hành động của thiếu niên này, ổn định khu vực thành thứ hai. Quan trọng hơn là, quân khai thác luân phiên phụ trách ở đầu thành đã cho thấy hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc gần như trở thành một đội cứu hỏa của đầu thành. Bất cứ ở đâu có khủng hoảng, chỉ cần đội quân khai thác do thiên thiến đứng đầu bác thần chi trùy luân phiên điều qua, lập tức có thể dập tắt khủng hoảng, đánh đuổi hải tộc, càng đánh giá sức mạnh của quân đội khai thác cùng tiềm lực của doanh trại phân mộng, cào thăng hàn càng kiếp sợ. Mục đích lớn nhất của hắn rồi là kéo lâm bác thần vào doanh trại của hoàng thất. Chắc chắn đây sẽ là một đoàn chiến thần mới của đế quốc làm thế nào để sửa chữa vết trạn nứt giữa hoàng thất cùng chiến thiên hậu là vấn đề lớn nhất mà cao thăng hẳn phải đối mặt mà sự xuất hiện của lường viện đạo đã cho hắn một cơ hội cao thăng hẳn biết lường viện đạo là người như thế nào vị tình chủ đại nhân này sớm muộn gì cũng sẽ hạ thủ vì thiếu niên này chỉ cần ông ta quan tâm thích đáng thì không thể không có cơ hội đây cũng là lý do vì sao với thân phận là cường giả cảnh giới thiền nhân như lão mà vẫn phải cúi mặt bàn tán chuyện thị phi của người khác. Cảm ơn lão cao, trong lòng ta biết phải làm gì. Lâm Bắc Thần nghe lời dặn dò của Cao Thắng Hàn, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù hai gã khổng lồ này tiếp cận hắn đều là vì mục đích riêng, nhưng ít nhất Cao Thắng Hàn còn tử tế hơn. Trong lòng cảm động, Lâm Bắc Thần hỏi, Lão Cao, vì đế quốc Bắc Hải bảo vệ hoàng thất, Ngươi có sẵn sàng trả mọi giá, kể cả mạng sống của mình không? Cao Thăng Hàn bị hỏi câu này, hắn im lặng trong chốc lát, lại nói, thân ở trên thuyền, tuyên đại lật thì người chết, ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì người sẵn sàng đúng không? Cao Thăng Hàn gật đầu, Lâm Bắc Thần cười nói, lão cao quản nhiên có đạo đức cao, là một tên não tàn như ta cực kỳ khâm phục. Đúng rồi, đúng rồi, ba ngày sau ta ở trong doanh trại vân Bộng có một chuyện rất quan trọng cần thông báo Các đại nhân nhất định sẽ rất quan tâm nên lúc đó nhất định phải đến doanh trại đấy ba ngày sau Cào thăng hẳn tính toán thời gian trong lòng một chút lại nói được ta nhất định sẽ đến đúng giờ hai người trao đổi thêm vài câu sau đó vẫy tay chào tạm biệt lớp bóc thần quay đầu trở lại trong doanh trại tìm vương trung bảo ông ta chia sẻ những hình ảnh từ lễ khai giảng của hôm nay. Đặc biệt là bốn đường ánh sáng thần dụ cũng như các yêu cầu thu nhận học sinh để tăng sức mạnh của hắn tuyệt truyền khắp triều huy thành. Nhất là mấy cảnh đợt kỳ tại phải mượn mấy cái huyền tinh lớn ở trong khu vực khu thành thứ ba chiêu đi chiêu lại để chiều sinh. Ba ngày, vẫn còn ba ngày. Chỉ cần tuyển được một ngàn học viên tìm được nguồn kinh phí để trường tiếp tục hoạt động. Vậy thì nhiệm vụ gia tốc cảm ứng ngẫu nhiên của kíp sẽ được hoàn thành. Đạt được nửa bước sức mạnh cảnh giới thiên nhân rồi. Hơn nữa sẽ có được cơ hội trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân. Sức mạnh bán bộ thiên nhân, cộng với đủ loại át chủ bài, chắc chắn giết được lương viện đạo. Nhưng nếu không có kết quả, thì chỉ có thể dùng lão cao liên thủ. Nhưng mà lương viện đạo dù sao cũng là tình chủ mà quốc hoàng thất bổ nhiệm. Việc có liên quan trọng đại này lão cao có đồng ý hợp tác với hắn hay không vẫn không chắc chắn. Hy vọng chứng gì lão cao vừa nói là hắn sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho hoàng gia đều xuất phát từ tấm lòng hắn. Lần này Lâm Bắc Thần đã muốn giết người rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giết được đường viện đạo. Còn hèo mập này dường như còn sống đối với hắn, bạn hắn và doanh trại Vân Mộng đều là một mối uy hiếp lớn. Từ lại trong đại trướng lâm bắc thần ngay lập tức triệu tập tiểu thôi thành chủ tiến độ đăng ký thế nào hắn vội vàng hỏi có ba trăm bảy mươi chín học viên trong độ tuổi đến trường ở trong doanh trại cùng bốn trăm mười người vân mộng đăng ký còn thiếu hai trăm mười một người nữa là đủ chỉ tiêu một nghìn trước mắt thì khu vực thành thứ ba và thành thứ tư vẫn chưa có ai đăng ký thôi mình quỹ không hồ là thiếu niên mang trong mình dòng máu của thành chủ đại nhân số lượng rất rõ ràng. Vẫn còn thiếu hơn 200 nữa à? Lâm Bắc Thần tính toán một chút, cảm thấy con số này không lạc quan cho lắm. Vẫn còn một số thiếu niên trong độ tuổi đi học ở trong đám người vân mộng mới không ghi danh vì có hành nguyên nhân. Một đàn gia đình nghèo không thể trả đủ chỉ một đồng bạc trong một học kỳ. Hay là một số phụ huynh nghĩ rằng còn cách của họ đi học cũng vô dụng. Không bằng đi làm kiếm tiền mua bác thần dược hoàn và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Thôi Minh Quỹ lại nói. Lâm Bắc Thần không kiềm chế được, phải nhìn vị tiểu quản gia này bằng một con mắt khác. Không hổ danh là CEO đào tạo học viên trong tương lai của doanh trại Vân Mộng. Ngay cả lý do mọi người không đăng ký cũng được phân tích rõ ràng. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Tư tưởng của một số lưu dân vẫn cần được thay đổi, quá thiện cận. Dán một thông báo, bắt đầu từ hôm nay, doanh trại phần bộng và doanh trại phần bộng mới thực hiện giáo dục bắt buộc 3 năm. Nếu gia đình nào có trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi đi học mà không vào học viện học sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thuê phòng rẻ của cha mẹ. Trong ngoài doanh trại phần bộng cũng sẽ không thuê những người này làm công. Lâm Bắc Thần quyết định cường quyết. Thôi mình quỹ ghi lại, hơi cao mày đó. Nhưng mà thật sự có một ít gia đình lưu dần thật sự không có đủ khả năng chi trả học phí lâm bắc thần xua tay nói không sao lấy danh nghĩa của ta thành lập một ngân hàng tư nhân tất cả những gia đình tư dân ở khu vực thành thứ hai thật sự không có tiền đóng cho những đứa trẻ kia đi học có thể đăng ký một khoản vay không lãi suất đến khi tốt nghiệp từ từ trả dân thôi mình quỵ kinh ngạc nhìn lâm bắc thần cách này tại sao mình lại không nghĩ tới chứ hơn nữa đối với hắn dường như nhầm đại thiếu đã sớm là có chuyện này sẽ xuất hiện rồi chuẩn bị trước chiến thuật rồi. Hay, đúng là một chiến thuật hay. Ngay khi chính sách cho vay không tính lãi được ban hành, nó có thể giải quyết dứt điểm vấn đề trẻ con lưu dân khó đến trường. Số lượng học viên tới học chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây cũng là một dạng hành động nhân ái, vạn gia sinh vật. Có thể hình dung ra việc này sẽ thay đổi số phận của rất nhiều học viên nghèo khó. Nhưng mà có một việc cần phải lưu ý. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói tất cả đều là tiền ta vất vả kiếm được, cho nên nhất định phải nghiêm khắc kiểm duyệt. Chỉ những học viên nghèo khó ở trong khu vực thành thứ hai, những người thực sự không đủ tiền đóng học phí mới có thể nộp đơn. Nếu ai đó gian lận vượt qua được vòng kiểm duyệt, lừa được vay tiền, vậy thì đám người xét duyệt các người phải tìm cách gom tiền bồi thường gấp đôi cho ta. Thổ bình Quỹ nói, vâng, hắn ghi nhớ điều này trong lòng. Ngừng một chút, Thời mình quỹ lại nói Khu vực thành thứ ba và khu vực thành thứ tư Tạm thời cũng không có người ghi danh Cho dù đã cho học viên vay mượn E rằng cũng không hấp dẫn lắm Lâm bác thần nói Những thứ chó này thậm chí không cho ta mặt mũi sao Thời mình quỹ Cũng không còn cách nào khác Đành phải nói Cũng không thể trách bọn họ Mặc dù lễ khai giảng hôm nay rất thành công Nhưng vấn đề là Những người giàu có và quyền lực Không muốn con cái của bọn họ cùng với những người thường dân dâng lên hơn nữa khu vực thành thứ hai chỉ cách khu vực thành thứ nhất một bức tường ấn tượng về sự hỗn loạn trong an ninh không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được chất lượng của đội ngũ giảng viên và tiêu chuẩn giảng dạy của học viện vẫn là một ẩn số cho nên rất nhiều người ở khu vực thành phía trên đều rất băn khoăn chúng ta cũng không thể ép bọn họ tới để học được câu này nói sai rồi Lâm Bắc Thần lập tức sửa lại. Tại sao không ép được? Thôi Bình Quý có chút bối rối. Còn có thể ép người khác tới đây học sao? Lâm Bắc Thần nói: Học viện của chúng ta có chất lượng cao và tiềm năng không giới hạn. Việc ép bọn họ tới đây học đã là có đợi cho bọn họ rồi. Bây giờ không ghi danh sách. Sau này muốn đi vào học thì muộn rồi. Tất cả là vì lợi ích của bọn họ. Vì vậy phải ép. Vừa nói xong, Lâm Bắc Thần lấy ra một danh sách đỏ đã chuẩn bị từ lâu nói. Người bảo tiến tiến mang theo quân đội khải thác cùng Quang Tương, nghĩ cách dụ dỗ tiểu giá cùng đi vào thành triều sinh. Ta có danh sách ở đây. Các ngươi dựa theo danh sách này mà tuyển người. Mỗi một nhà đều phải đưa được một đứa trẻ đến học viện của chúng ta học. Nếu từ chối cẩn thận, ta tức giận. Ta địch thần tới cửa mời đấy. Thôi Minh Quỹ nhận lấy danh sách, nhìn một cái, nói. Sao cái danh sách này nhìn quen vậy? Đương nhiên là quen rồi. Lâm Bắc Thần nói nhìn là chuyện đương nhiên. Nó là những người giàu có và quyền quý trong thành hôm nay đến dự lễ khai giảng của học viện và đưa bao lì xì cho ta đấy. Thời mình quỹ đâu đây hỏi chấm. Lâm đại tiêu người thật không biết xấu hổ mà. Là chuyện này mà ngươi cũng làm được. Người ta chạy lên đưa một phần lễ vật. Đã là bày tỏ đúng chỗ rồi. Người lại muốn ép con người ta đi tới đi học đúng là mất trí rồi. Được, hắn gật đầu nói, vậy ta đi làm ngay đây. là Bắc Thần dặn tiếp, Như bảo thiên thiến chọn ra vai kẻ điều bành có tinh khí không tốt, hung thần ác sát vào. Đã từng đi chiến trường và thấy cả máu tươi cũng được, trợn mắt liền có thể hù chết mấy tên điều bành tép riêu. Sau khi đi thì không nên khách khí, cần đánh thì đánh, cần mắng thì cứ mắng. Dù sao đối xử với đám quyền quý này cứ bay ra vẻ mặt hỏa nhã nhất thì bọn họ sẽ nhẹ nhàng ngay thôi thôi bình quỷ chấm hỏi được hắn đồng ý còn có thể nói gì đây dù sao lâm đại thiếu xưa giờ cũng không bao giờ dựa theo quy củ mà làm hắn đã quá quen rồi còn chuyện gì khác sao lâm bắc thần hỏi thôi bình quỹ lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhìn lướt qua lâm bắc thần tò mò nói này quyền sổ đang nhìn có chút quen mắt. À, là sổ ghi chép của ngoại phụ tổng quản Trường Thiên. Thượng Bình Quỹ nhàn nhạt nói, trong này ghi đã tất cả các tiến độ của công việc bên ngoài. Đường Thiên không hổ là ta, à, không hổ là con trai của nhân dân Vân Mộc. Thật là cảm động quá. Lập Bắc Thần khen ngợi nói. Thượng Bình Quỹ cạn lời, sau đó nói, đường tổng quản đã sai người định chế một lô sổ tay và bút mực này mỗi người quản lý có hai bộ một bộ dùng để ghi chép tiến độ công việc một bộ để ghi lại những lời dặn dò của ngươi sau đó tổ chức cho các công nhân học tập và cải thiện đương tổng quản đặt tên cho hoạt động này là lắng nghe âm thanh của thần nó đã được cao trào ở cả trong và ngoài doanh trại đấy ồ thật là một tài năng chưa từng có lâm bắc thần vỗ tay tán thưởng nói không hổ là con à con ruột của nhân dân vân mộng nhân tài như vậy ta rất trọng dụng sau đó lời nói lại thành thật tiểu thôi thôi ngươi phải biểu hiện tốt một chút nếu không sẽ bị tiểu đường đường cướp mất đấy thông minh quỹ đại cạn lời lâm đại thiếu lúc nhìn xa trồng rộng thì thật là không tưởng tượng nổi nhưng lúc não tàn thì đúng là não tàn thật hắn còn như trường nghe thấy gì nhìn nội dung trong sổ xong tiếp tục báo cáo căn cứ vào thống kê của quản gia ngoại phụ đường thiên Trước đây doanh thu của chợ đầu mối thủy sản Bắc Thần tăng đều đặn. Tất cả gian hàng bên ngoài đều đã được thuê. Nhiều doanh nhân giàu có khu vực thành thứ ba, thứ tư, nghe tin đều tìm đến, mong được làm đại lý bán buồn các mặt hàng thủy hải sản. Ước ừ, tính lãi hàng tháng có thể đạt tới 100.000 kim tệ. Tình hình tốt. Lâm Bắc Thần mặt sáng lên. Quyền tại đi được ưu tiên cho người dân vân bậu thành chúng ta. Chẳng hạn như con trai triệu trác ngôn của thương hội thiền đi hành Phía đại lý các người tự quyết định Lợi nhuận của chợ hải sản Được chia thành bốn phần Một phần được gửi vào tài khoản của ta Một phần được sử dụng làm quỹ giáo dục Để hỗ trợ hoạt động của học viện sở cấp Một phần được giao cho công hộ Của doanh trại Vân mộng Còn phần cuối cùng dùng để trả lương Cho nhân viên chợ Và sửa chữa cơ sở vật chất trong chợ Thời bình quỹ gật đầu nói Được, hắn cũng nghĩ như vậy Ngày sau đó Hắn chợt nhớ ra điều gì đó lại nói Đúng rồi, tiêu nhị gia tuần nói, hắn cũng có một phần cổ phiếu trên thị trường giao dịch và yêu cầu chia hoa hồng. Lâm Bắc Thần nói, ta và hắn là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, kim tệ của hắn cũng là của ta, ta giữ giúp hắn. Thời Bình Quỹ bình tĩnh nói, đã rõ. Câu trả lời trong dự liệu, hắn cảm thấy bây giờ mình càng ngày càng hiểu lầm đại thiếu hơn. Sau đó, lại một hồi báo cáo về doanh thu của một số ngành hàng khác như trung tâm dược liệu trung tâm ẩm thực cửa hàng xung quanh trường học phố đi bộ trung tâm thương mại và các công trình dân cư không tính là khả quan cho lắm đừng gấp cứ từ từ lâm bắc thần cười ha hà, hà nói một ngày nào đó một hạt bụi ở những nơi này cũng sẽ trở nên quý giá như vàng không nó sẽ trở nên đáng giá hơn huyền thạch một bầy chó thiện cận nơi học viện của ta phát triển thì các người đừng có mà khóc lóc cầu xin ta. Sau khi căn dặn một lát, Thôi Bình Quỹ cất bước rời đi. Chuyện bên ngoài, tạm thời Lâm Bắc Thần không cần quan tâm nữa. Hắn nóng lòng muốn bước vào trạng thái tù luyện. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, đã có bốn đạo thần dụ được đưa ra gây chấn động các phương. Wow, ha ha ha, điều này há chẳng phải có nghĩa là mình đã thu hoạch được thêm rất nhiều rau hẹ sao? tu vi thần đạo chắc chắn sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Hắn thu tình thần lực vào bên trong, bắt đầu nhìn trộm thần tính chi hại, nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng. Hả? Hắn phát hiện, ánh sáng tín ngưỡng của mình trong thần tính chi hại lại không hề tăng lên. Chính xác mà nói, thậm chí còn giảm đi một chút. Chuyện này là sao vậy? Lâm Bác Thần lúc này đã có hơi bối rối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc, nghĩ đến những kiến thức về thần đạo do tân chủ tế truyền dạy trước đây lâm đại thiếu liền tỉnh táo trở lại tin ngưỡng đã bị kiếm trì chủ quân chia đi rồi bố đạo thần dụ này vừa hạ xuống trong tiềm thức của rất nhiều dân tị nạn đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể tạo ra điều kỳ tích như vậy đều là do kiếm trì chủ quân ở phía sau thị pháp mình vô tâm vô phế với bọn họ như vậy trên thực tế là phụng theo thần dụ của kiếm trì chủ quân mà hành sự Bằng vào cách này, những người ban đầu trung thành với tín ngưỡng của mình cũng đều sẽ chuyển sang tín ngưỡng của Kim chi chủ quân một cách cuồng nhiệt. Cho nên nói, ánh sáng tín ngưỡng của ta đã bị chia đi rồi. Mẹ nó, thật sách rồi. Lâm Bắc Thần vỗ đùi một cái. Trước giờ chỉ có mình đem người khác ra làm thành công cụ hình người. Không ngờ rằng lần này mình lại trở thành một công cụ hình người. Càng ngày săn ngỗng, lần này lại bị ngỗng mổ mù mắt Điều này cũng đã nhắc nhở hắn một điều. Lần tới khi lợi dụng kiêm trì chủ quân để tỏ vẻ, vẫn cần phải thận trọng. Nhưng mà cũng chỉ đã khó chịu một lúc mà thôi. Khúc mắt trong lòng Lâm Bắc Thần đã tan thành bầy khói. Đối với hắn mà nói, tu vi thần đạo chỉ là dệt hoa trên gấm, dùng khi tỏ vẻ mà thôi. Thủ đoạn để đề phòng sau khi bị thần nhập tu vi mất hết hoàn toàn. Sự chiến đấu thực sự vẫn còn phụ thuộc vào huyền khí ngũ hành thuộc tính. Quân hồ tin ngưỡng lần này chia đi cũng không có nhiều. Bây giờ hắn đã lần lượt tu luyện ngũ hành thuộc tính. Chỉ còn cách ngũ hành hợp nhất theo như những gì bà kiếm tuyết vô danh đói một bước nữa thôi. Đang chạy ứng dụng tu luyện trên điện thoại tự thần. là mắc Thần bảo kinh đồng thương thành xem thông tin vận chuyển đồ. Rất tốt. Thân quả trọng đâu và bản hồng căn được mua từ cửa tiệm của thổ vị ca đã được kiếm chỉ chủ quân ký nhận rồi đồ không có vấn đề gì chứ. Lâm Bắc Thần đã chụp hình ảnh ký nhận gửi đó đi, sau đó gửi một tin nhắn quỳ chat hỏi. Dùng cách nói của ngươi, quả thực là ok. Kiếm tuyệt vô danh đang online, ngay lập tức trả lời tin nhắn. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu nữ thần này. Nàng nói, ô hô hô hô, hàng thật 100%, tác dụng của thuốc thật kinh người. Ta mới dùng một chút xíu, đã cảm nhận được hiệu quả rồi người dùng lâm bắc thần từ từ đánh bột dấu chấm hỏi to tướng kiêm tuyệt vô dành nói đương nhiên thân là sủng thần của kiêm trì chủ quân ta phải thử thuốc trước để chắc chắn rằng nó có hiệu quả và không có độc mới có thể để đại thần sử dụng chứ lời giải thích này của ta có phải hợp tình hợp lý không chê vào đâu được rồi không lâm bắc thần suy nghĩ một chút thấy cũng hợp lý rồi trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên trái đất đều diễn như vậy. Trước khi hoàng đế ăn thứ gì đó, đại thái giám đều phải thử độc trước. Xem ra kiếm tuyết vô danh hiện tại, thực sự rất được kiêm trì chủ quân tín nhiệm, đã có được địa vị thần tín, có thể sánh ngang với đại thái giám. Trước tiên, đừng vội bế quan. Đệm bắc thần trên quy chát rất trịnh trọng nói, ba ngày sau, ta sẽ gặp một rắc rối lớn. Nếu như không đánh đại đối phương phải nhờ ngươi mới kiêm trì chủ quần biện hạ ra tay, giá trị thần đực cho ta. Hắn đem chuyện ước định của mình với lương viện đạo kể trong một lượt. Kiếm tuyết vô danh vừa nghe xong, lập tức tức giận, không có chỗ phát tiết. Còn có loại cháu rùa không có mắt như vậy à? Người, báo địa chỉ ra đi, ta trực tiếp kêu miện hạ hàm một đạo thần lôi, trực tiếp đánh chết hắn. ầm um, lại có thể có nghĩa khí như vậy sao? Hơn đỡ cầu nữ thần này, sao càng ngày càng ăn đói thổ lỗ như vậy chứ một số từ có vẻ không hợp với thuần phong mỹ tục nhỉ hình như là những từ mà trước đó khi tức giận ta đã từng dùng để mắng nàng ta học hư rồi cậu nữ thân lâm bắc thần âm thầm phỉ nhổ trả lời tin nhắn nói không loại chuyện nhỏ nhặt này không đến phản bất đắc sĩ kinh động đến kiếm gì chủ quân miệng hạ nhiều không có tốt tốt hơn hết lần nên đợi đến khi ta không thể tự mình tự giải quyết được mới đến giúp đỡ. Bản thân ta hẹn, ờ, um, việc tỏ vẻ của ta đương nhiên phải do ta diễn rồi. Nếu không, lại bị chia tín ngưỡng đi. Hơn nữa khó khăn lắm mới được gạt được kiếm tuyết vô danh để đặng ta giúp đỡ ba thần miễn phí. Đã vì thần dụ khai giảng ngày hôm nay mà dùng mất một lần rồi. Mua một lần đều đặt tiền đấy, vẫn nên dùng tiết kiệm một chút. Vậy được rồi, tự mình cẩn thận nhé. Kiếm tuyết vô danh với vẻ quan tâm nói. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi. Bây giờ, ngươi lại quan tâm đến ta như vậy sao? Kiếm tuyết vô danh nói. Ồ, oh, ho, oh, oh, ho, oh. hô tiểu ca ca không có lương tâm nhà ngươi. Không lẽ, ngươi không phát hiện ra? Từ trước đến nay, ta đều luôn quan tâm đến người sao? Bây giờ càng quan tâm hơn so với trước đây đấy. Ồ, oh, hô oh, oh. Dù sao thì bây giờ Ngươi có thể giúp ta vô được Tài nguyên thảo dược của thần giới mà Ý của ta là Ô oh, hô oh, hô oh, hô oh. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ đi Tiểu ca ca Nhân tài có giá trị sẽ được coi trọng Tại sao ngươi lại không thấy ta Đi quan tâm đến người khác chứ Trước giờ ngươi đều dám giận Mà không dám nói đối với bổn nữ thần Không phải cho vì bổn nữ thần Có thể giúp được ngươi sao Thật là có lý Duy nhiên là không phản bác được đương nhiên ồ oh, hô oh, hô oh, hô oh, hô, oh. nếu không phải là hai người chúng ta đã sớm có một cuộc gặp gỡ thành khẩn ta cũng sẽ không nói chuyện thoải mái như vậy với người đâu nhìn thấy kiếm tuyết vô danh lại đề cập đến ca từ cuộc gặp gỡ thành khẩn này lâm bắc thần không khỏi đỏ mặt tía tai một trận cái gọi là ăn tủy biết vị trước đó không suy nghĩ quá nhiều là bởi vì không biết được chỗ vị rượu bên trong kể từ khi giả vị ương cưỡng chế giúp hắn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh mà hắn đã vô tình nhìn thấy trong cuộc gọi video quỳ chát, không khỏi nảy sinh một số suy nghĩ trong đầu. Kiếm tiết vô danh trong video thực sự quá xinh xắn, thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ một khuyết điểm nào. Mỗi một tác da, mỗi một đường cong, gần như đều là kiệt tác của tạo hóa, hoàn mỹ đến mức gần như không chân thật. Nhưng đây là sự tồn tại chân thật Đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết kia Tăng một phần thì béo Giảm một phần thì gây Không tăng không giảm Vừa vặn xinh đẹp đến cực điểm Nếu như Một đôi chân to trắng nõn như vậy Kẹp lệ eo của ngươi Sau đó thì cha 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 Trong lòng của Lâm Bắc Thần Chỉ là ý niệm rung động một chút Đột nhiên cảm thấy xấu hổ Tạo nghiệt, tạo nghiệt rồi Hắn vội vàng lắc đầu Xua tan đi những suy nghĩ ngọt ngào trong lòng. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng đổi chủ đề. Đúng rồi, lần trước người nói đợi đến khi ta tu luyện được đến huyền khí ngũ hành thuộc tính thì có thể một bước tiến vào cảnh giới thiên nhân. Hiện tại ta đã tu luyện qua hết một lượt rồi. Làm sao mới có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân? Người dạy ta với. Hả? Ta đã từng nói lời này sao? Chết tiệt, đã từng nói. Ngươi đừng dùng chiêu này với ta Ta sẽ trở mặt Trở mặt theo kiểu 180 độ Mà ta đã từng nói với người đấy Ờm... À, để ta nghĩ xem Lúc đó Không phải là ngươi vì ứng phó với ta tùy tiện qua đòa lấy lệ đây chứ Đương nhiên không phải Thần công của hành hợp nhất Kiếm chi chủ quân miện hạ Đã từng đề cập qua với ta Như vậy đi Ngươi đừng lo lắng Ta sẽ đi tìm kiếm chi chủ quân miện hạ hỏi thử đợi đến khi ta nhận được cuốn bí tịch công pháp sẽ ngay lập tức truyền cho ngươi thật vậy sao đương nhiên chờ tin tức của ta ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hoàn hảo nói xong kim tuyết vô danh đang hoại tuyến không thể online nữa trong trang viên của một thế giới nào đó nữ sinh thực tập thân không một vài tất gì trong khi tắt hệ thống siêu dẫn vì bồ kỳ lần thế hệ thứ tám trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu sao lúc đó có thể tiện miệng mà nói ra những lời nhân ngũ hành hợp nhất chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như để đâm bác thần biết, thực ra ta là thuận miệng bịa chuyện lừa hắn, chắc chắn hắn sẽ trở mặt với ta. Đổi lại là trước đây, trở mặt thì trở mặt, bổn thần cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ, trong tay của đệ đệ thối này có nguồn hàng, khôi phục tu vị đánh trả, dành lại tất cả thời cờ đã mất đi, đều ở trên người của tên này không thể đắc tội với hắn. Để ta kiểm tra một chút công pháp ngũ hành hợp nhất. Hả? Trong Đại Hoàng Thần Giáo, hình như có một bộ công pháp trấn giáo tên là ngũ khí triều nguyên quyết, có thể hợp nhất ngũ hành. Nhưng Đại Hoàng Thần Giáo chính là một trong những thế lực hàng đầu của thế giới này, rất kiêu ngạo, xưa này độc đoán, không có tình có lý. Công pháp trấn giáo của bọn họ có lẽ sẽ không bán ra, trên chợ đèn cũng không dám bán bỏ đi vì để đệ thối này ta cứ điều đi trộm một lần đi nghe nói người bên ngoài đại hoàng tộc tù luyện môn công pháp này đều sẽ bị đại hoàng tộc chém công giết tận nhưng không tu luyện ở dưới này có lẽ không thành vấn đề đúng chứ để đệ thối biết được ta vì hắn mà mạo hiểm lớn như vậy nhất định sẽ rất cảm động ô hô 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 tới lúc đó sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ chú ý đã định kiêm tuyết vô sành lập tức mặc y phục vào và bắt đầu hành động còn lâm bắc thần của đế quốc bắc hải không hề hay biết gì về chuyện này hắn mở tao bao ra chuẩn bị mua thêm một số vũ khí ma cải thần cải để phòng thân và ứng phó với đường viện đạo sắp tới đây cũng không biết tại sao trong lòng hắn luôn có một trực giác rằng tên tình chủ lợn béo này không dễ đối phó nhưng hắn đã xem qua một lượt đều không phát hiện được sự lựa chọn vũ khí nào tốt hơn. Các vũ khí có phạm vi sát thương mạnh hơn kiểu 69 không phải là không có, nhưng vấn đề là phạm vi nổ quá lớn. Nếu như nổ bột pháo vào lương viện đạo, e rằng sẽ phải đồng quy vụ tận. Hơn nữa giá cả còn quá đắt. Còn những vũ khí tấn công đơn lẻ có uy lực bắn phá vượt qua 98k cũng có, nhưng vượt quá có hạn. Theo ước tính sở bộ của Lâm Bắc Thần ngay cả khẩu súng trường bắn tỉa AVKM với sức sát thương đơn lẻ mạnh nhất. Nếu như bắn trúng mục tiêu chính diện, cũng không thể nào chắc chắn diệt chết được đại tổng sư võ đạo đỉnh cấp chỉ trong một đòn được. Cũng quá đắt rồi, không hiệu quả. Không phải là những gì mà hắn đang cần bây giờ. Các loại súng trường khác như AK, m sáu Ngoài tốc độ bắn nhanh và dùng lượng đạn cao ra, sức sát thương đối với cường giả cấp đại tông sư võ đạo cũng có hạn. Tính toán kỹ lại, súng ống trên tàu bào đối với thực lực không cứng nâng cao của mình mà nói, sự trợ giúp càng ngày càng có giới hạn. Ôi chào, ta quả nhân là một nam nhân quá ưu tú, ngay cả trèo hách cũng sắp không theo kịp với tốc độ trở nên mạnh mẽ và khiêu khích kẻ địch của ta. Lâm Mặc Thần cảm khái một tiếng, đóng tàu bào áp, cũng chính vào lúc này, tính toàn một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến. Đây là âm báo nhắc nhở hệ thống nội bộ của phần mềm kíp. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đường đến vinh quang của học viện sở cấp số 3, sắp sửa đạt được sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Xin hỏi có muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ không? Lớp Bắc Thần vừa nhìn thấy, mắt trợn tròn cả lên, trong lòng thì phấn khích, tay thì run rẩy. Giờ phút này cuối cùng cũng đã đến rồi. Hắn gần như hét lên vì phấn khích Nhanh quá Tiểu thư thành chủ vừa bị bàn bố mệnh lệnh cưỡng chế nhập học Và cho vay không lãi suất trong vòng chưa đầy một canh giờ Hơn hai trăm người còn lại Ngày lập tức đã được tuyển sinh rồi sao <laughs> Ánh sáng của chính đạo đã tìm thấy trên mộng lớn À quên Lâm bất Thần vui mừng khôn xiết Ok Hắn lựa chọn tiếp nhận sức mạnh của bán bộ thiền nhân ngay bây giờ Ngày sau đó, một luồng ánh sáng của chính đạo quả nhìn đã lan đạt ra khỏi điện thoại, bắn vào rồi. Bắn vào mặt của Lâm Bắc Thần rồi đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng trào dâng khắp cơ thể. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Dùng như kinh nghiệm lần trước, khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên cấp tổng sư võ đạo, càng người lần lần giống như tiên, như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều thăng hoa từng luồng nhiệt lượng trào dâng khắp các bộ phận của cơ thể. Cũng giống như kiếp trước, hắn ngồi đâu trước máy tính và chơi game, cũng bị ảo giác giống như có từng luồng nhiệt lượng truyền qua các dây thần kinh ở chân. Sau đó, nên là một cảm giác huyền khí đối tiếp nhau truyền vào, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều được truyền năng lượng. Cũng không biết quá trình này đã kéo dài bao lâu. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần dần dần tỉnh táo lại, giống như vừa tỉnh dậy sau cơn say. Toàn thân có cảm giác hơi đau nhức thoải mái. Hắn đứng dậy. Các khớp xương trên toàn bộ cơ thể vang lên âm thanh nhẹ nhẹ như đậu tràng